rộn ràng sắc xuân, hàng loạt gái xinh TikTok thử sức biến hình trong trang phục đỏ rực, trăm hoa đua nở là đây chứ đâu. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chính thức tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trên mạng xã hội TikTok cũng đã rục rịch hơi thở mùa xuân với những màn hóa thân rực rỡ từ những gương mặt hot. Có thể kể đến Shin, vốn thường cá tính trong những bộ đồ cut out, nhưng nay lại bất ngờ dịu dàng với tà áo dài đỏ rực, phối thêm nón lá truyền thống nữa chứ. Cô nàng biến hình trên nền nhạc bài hát Em Xinh của Mono với caption: "Em xinh, em đón năm rồng xinh." Hóa thành bức tranh mỗi khi có em, nàng đẹp sao xuyên nơi. Chà đặng dù đang mang bầu nhưng cũng cực cháy khi khoác lên mình bộ áo yếm cách điệu cũng theo tông đỏ cực Tết nhá. Cô nàng khéo léo chọn thiết kế che bụng, cực thần thái và tươi tắn cùng chị em Duchen và để thêm caption: "Ba bông hoa mùa xuân." Không tưng bừng như chị em, Đào Lê Phương Hoa lại ma mị trong sắc đỏ cổ trang mang hơi hướng Trung Hoa. Trước sự xinh đẹp của cô nàng, có fan còn làm thơ tặng với 4 chữ đầu ghép lại thành Đào Lê Phương Hoa nữa cơ. Cũng mang hơi hướng cổ truyền, Thanh Mèo chọn cho mình sắc đỏ cam dịu nhẹ, trẻ trung hơn. Cô nàng mặc trang phục cổ được đính kết cùng lối make up và làm tóc cầu kỳ, biến hình rất xinh đẹp, chuẩn con gái Việt Nam. Bạn yêu thích style nào nhất? Comment chia sẻ nha! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.